mưa gió rất là lớn luôn, thành bão luôn rồi. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc và có thật là nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay ba mình sẽ cưa ở ấp 1 xã Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để mé bớt nhánh của cây bần. À, cái nhánh nó dê vào dây điện rất là nhiều luôn. Dê vào cây dừa nữa, mình sẽ mé bớt cái nhánh ngay cây dừa và cái nhánh vào dây điện. Cái dây điện ở phía trên là dây điện hạ thế và không có vỏ nữa, rất là nguy hiểm. Hôm nay ba mình sử dụng máy Ryobi loại mini để mé bớt nhánh cây bần này. Sử dụng cái sợi dây rất là dài luôn. Vì buổi chiều và nên hơi là chói nắng, mong quý vị thông cảm cho mình nha. Nó hơi tối một chút. Và mình sẽ leo lên tuốt lên nhánh phía trên để treo cái nhánh này vì nó vướng dây điện. Cái bần rất là lớn luôn. Nhánh cây bần rất là dài và nhỏ.
gì đó. Thầy phạm gì không? Cái nhánh rất là dài luôn. Quán chảnh đâu, quán gì không? Bị trúng dây điện nên bà mình chỉ cưa nhá nhẹ nhẹ thôi. Mình cột ngay cái phần nạn này nó không bị dột dây. Thì ra là ba mình đã gị cái nhánh đó, cho nó khỏi bị té và giữ cân bằng. Sợi dây để dùng để vịn lại. Hôm nay có anh Thiên và em của mình tên là Toàn, kênh Vũ Khí Miền Tây, đi theo phụ. Cắt nguyên hòn bự luôn, cắm xuống sình. Vì chủ nhà cũng không có cần củi nên ba mình cưa dài ra luôn. Nó bị vướng ở trên phần đọt của cây dừa rồi. Cây rất là cao luôn. Rồi bị vướng cái nạn nữa rồi. Mình chút nữa mà mình sẽ cưa cái nhánh ở phía dưới này luôn. Thank you.
xuống luôn, không bị thiệt hại gì cả, rất là may mắn. Chủ nhà chỉ kêu ba mình mé bớt cái nhánh này với nhánh đó thôi, nhưng ba mình đã cắt đôn đọt giùm chủ nhà luôn à. Thì nó vươn lên rất là cao, rất là nguy hiểm mùa mưa bão này. Mà mình đang hạ máy cưa xuống. Ở phía dưới thì anh Hiền sẽ lấy máy cưa của ba mình để cưa nhỏ ra. Như là có con sâu nái vậy, rất là nguy hiểm, thịt nó rất là độc. Nó dính lên nó sẽ bắn đỏ nguyên một vùng thịt luôn á, rất là ngứa. Mình leo cây bằng thì rất là mệt nên ba mình sẽ leo cây dừa để tiết kiệm sức khỏe. Con nái, ôi rất là nhiều con nái con luôn. Này quẹt cái là cái đấy quá trời, chỉ là nái này nái lứa nè. Rất là may mắn là ba mình vừa cưa xong thì mưa đã nặng hạt. Hoa xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa một nút like và chia sẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hoa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cơn mưa lớn luôn. Này, chủ nhà có đãi xài đài lon chấm muối nè. Thì ngàn. Thứ nào chưa nói. Mời cả nhà ăn cùng anh Hiên nha. Cái mỏ nhọn. Cái này quay ngang à. Cái ngộ cái nữa đó. Cái này không mặn mà không chua chứ. Cái chua chua miếng không. Trái xài là nhìn ghiền luôn. Ủa, đưa cái đó để này em đẹp đưa cái dính sình không à, trời mưa nó hơi bị tối à. Già xài mà găng nứt vậy là ăn ngon, rất là ngon, nó già dữ lắm à. Nó muốn chín à, tao muốn mày trắng à, không mày đút miệng già à. Nó muốn chín. Thiên sàm sở cô Lâm luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mưa gió rất là lớn luôn, thành bão luôn rồi. Hên là ba mình vừa cưa xong cây bằng. Ôi. Ôi ôi. Ôi nó té cái nhánh ở phía trên luôn. Trời ơi kìa. Cái nhánh ơi, phải mà không né cái. Hên rất là may mắn luôn. Hai cái bằng né người theo mấy hôm cái mưa không mưa tới luôn rồi. Ồ thì hồi nãy mưa chỉ nhỏ nhỏ thôi, giờ thôi ngập đường luôn rồi nè. Mấy cái làm máy cưa của mình trôi trơn rồi. Ba mình đang đục mưa ở trong nhà chủ nhà. Giùm lửa tới không? Dạ tới. Đó lắm. Rồi còn treo còn ten ở đây, thằng leo lên gỡ xuống, còn nó rớt ngay đường gà ta chết. Cho gì không? Nó tét mà nó còn dính lên đọc vừa á.
liệt nãy nó liệt quá trời luôn đó. Giờ nhìn hình đây nhìn thấy cái đầu bầu trên kìa đó, thấy không, quạt qua mặt lại kìa, quá thành bão luôn rồi.